Sao Băng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một siêu phẩm phục vụ các bác nhé. Một con máy lọc không khí Panasonic hàng đỉnh cao, siêu VIP. Con này có mã là FVC70XL. Các bác có thể search trên Google nhé. FVC70XL. Một con công suất 70. Hình thức màu trắng cực đẹp luôn. Hàng cao cấp siêu VIP. Đấy, giá mới gần 20 triệu. Con này em bán báo giá luôn là em bán là 5,9 triệu chưa phí vận chuyển. Các bác lưu ý nha, với những cái máy đắt tiền như này thì mình nên để cái biến áp bên ngoài, cho nên là em không đổ biến áp vào bên trong những cái con máy đắt tiền ở đâu ạ, để tránh trường hợp những cái biến áp nhỏ không đủ công suất cho máy nó cháy thì rất là phí. Đấy, cho nên là các bác chịu khó cắm nguồn rời ở ngoài, cắm nguồn ngoài cho nó an toàn. Đấy. Một con máy đẹp xuất sắc, cao cấp. VC70X là 60W, dùng cho phòng khoảng 45m² trở lại. Năm 2016, đẹp luôn. Các tính năng thì nó là siêu VIP rồi, cảm biến ánh sáng. Đấy nha. Công nghệ Eco này, mắt cảm biến dò tìm chuyển động này. Là những cái phân khúc cao cấp nhất mới có nhé, tức là phát hiện người trong phòng đấy ạ. Bụi mịn 2.5 này, 3% độ ẩm này. Là lọc không khí và bù ẩm này. Lọc không khí bình thường này, này các điều chỉnh cửa dâng này, cửa vẫy này, lọc bụi phấn hoa này, lọc nhanh này, hẹn giờ này, nếu giữ thì thành khóa trẻ em. Này, yeah. Các chức năng rất đơn giản thôi. Một con máy xuất sắc, long lanh, giá rất hợp lý, 5,9 triệu, chưa biến áp, chưa phí vận chuyển. Các bạn nào lấy thì các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.